Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Bị tranh chấp đất đai không thành nên gã này đã điên loạn, một tay chém chết cả nhà của em trai mình. Còn đáng sợ hơn nữa, vì khi nhắc đến, người dân làng Bồng Lai đều cảm thấy rùng mình với cái vẫy tay chào bà con của tên máu lạnh. Vậy chi tiết vụ án như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Khi bị cảnh sát dẫn về trụ sở, Nguyễn Văn Đông vẫn bình thản đến khó tin. Gã còn vẫy tay chào mọi người trong xóm. Sáng sớm ngày 1 tháng 9, tiếng la thét thất thanh cầu cứu từ căn nhà ông Nguyễn Văn Hải, 51 tuổi, ở Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, xé tan không gian yên tĩnh. Hàng chục người dân túa ra ngoài xem sự tình, chứng kiến gã đàn ông vung dao chém tới tấp em ruột, em dâu và những đứa cháu. Họ lao vào can ngăn nhưng không được vì đối tượng quá hung hãn. Họ đành bất lực đứng nhìn từ xa, nhìn kẻ máu lạnh gây án mà không còn khả năng phản kháng. Gây án xong, Đông về nhà định tự tử bằng cách cho điện giật, nhưng người con trai phát hiện dập cầu dao. Ông bình tĩnh ngồi uống nước, đợi cảnh sát đến đưa về trụ sở. Người dân làng Bồng Lai nói, giây phút ám ảnh nhất với họ không phải là nhìn những tử thi nằm gục trên vũng máu, mà chính là cảnh sát nhân bước hiên ngang trên đường vẫy tay chào lại mọi người khi bị công an đưa đi. Hắn bình tĩnh còn ngoái lại vẫy tay chào bà con lần cuối, làm mình cảm giác lạnh toát người. Cướp đi 4 sinh mạng mà vẫn bình thản như vậy, một người dân làng Bồng Lai chứng kiến sự việc kể lại. Cuối chiều ngày 1 tháng 9, ông Đỗ Quang Thành, 70 tuổi, ngồi trong nhà bật TV cùng đứa cháu xem lại clip và bản tin báo chí viết về vụ thảm án. Cứ mỗi lần chuyển tin mới, ông lại thốt lên. Không biết nó nghĩ gì mà làm thế, chém người ngoài là một nhẽ, đây lại vung dao với chính người em, người cháu của mình. Nhưng tính đâu, đạo đức ở đâu? Ông nói rồi thở dài, nhìn qua cửa sổ hướng ra khu nhà đang có cảnh sát phong tỏa. Sáng sớm ngày 1 tháng 9, Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình. Những người bị truy sát gồm Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1968, em ruột Đông, Nguyễn Thị B, sinh năm 1988, con ông Hải, Doãn Thị V, sinh năm 1970, vợ ông Hải, và Đỗ Thị Nhờ, sinh năm 1995, con dâu ông Hải, cùng với Nguyễn Huyền M, sinh năm 2018, là cháu nội của ông Hải. Hậu quả vụ việc khiến ông Hải, bà V, chị B cùng với cháu M tử vong. Chị Nhờ vô bệnh viện cấp cứu. Ký án xong, Đông về nhà định tự sát bằng cách cho điện giật, nhưng con trai đã kịp can ngăn. Nhà ông Thành cách hiện trường chưa đến 100m. Sáng sớm cùng ngày, nghe tin nhà bên có xô xát chém nhau chảy nhiều máu. Ông vội chạy đến nơi, đã thấy nhiều người vây quanh hiện trường. Cảnh sát cũng có mặt. Họ can ngăn nên ông không di chuyển vào trong. Nghe tin có ông Hải và con gái chết ngay tại chỗ, tinh thần ông Thành hoảng loạn. Ông quay ra ngoài, nghe những người chứng kiến tận mắt thuật lại việc Đông vung dao chém người. Nhận xét về hai anh em thủ phạm và nạn nhân, ông Thành nói, mỗi người một cá tính, một cách sống khác nhau, nhưng có một điểm chung là cả hai chưa bao giờ gây gổ, mâu thuẫn với làng xóm. Nhà chỉ có ba anh em đùm bọc nhau sống. Trên ông Đông còn người anh cả cách đây vài năm, vào Lâm Đồng lập nghiệp rồi định cư luôn. Dưới Đông có người em út tên Hải. Ông bảo cha Đông trước làm đến hai nhiệm kỳ chủ tịch xã. Trong ngoài việc làm đồng án cùng vợ, thời gian rảnh cũng đi làm thêm đây đó kiếm sống. Còn ông Hải làm công nhân môi trường. Ông Thành biết rất rõ việc Đông truy sát cả nhà Hải là do mâu thuẫn tiềm ẩn từ lâu, liên quan đến mảnh đất tổ tiên để lại. Mảnh đất này trước đây là sở hữu của người anh cả. Nhưng vì vào Lâm Đồng sinh sống và không có nhu cầu sử dụng nên quyết định bán cho em út. Trên mảnh đất ấy, Đông muốn em trai nạn nhân Hải xây móng nhà để khoảng cách 0,5m với đất giáp ranh của gã. Nhưng anh Nguyễn Văn Hờ, con trai ông Hải, không đồng ý. Buổi tối trước thời điểm xảy ra án mạng, anh Hờ sang nói chuyện với ông Đông để chuẩn bị cho sáng hôm sau khởi công đào móng thì cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng. Đông hiện đang sống với vợ. Vợ ông có một con gái, một con trai. Người con gái đã đi lấy chồng ở riêng. Sau vụ thảm án, vợ con ông Đông tạm sang nhà người thân sinh sống. 17 giờ ngày 1 tháng 9, cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao các nạn nhân cho gia đình. Tấm bạt quay trước đó được tháo dỡ, mở lối cho người trong xóm đi ra vào để chuẩn bị lo hậu sự. 18 giờ cùng ngày, linh cữu của bé Nguyễn Trà Mờ, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ án, được đưa đi từ bệnh viện qua nhà Ích Phúc làm nghi lễ cần thiết, rồi người trong thôn Bồng Lai cùng nhau đưa đi an táng. Chứng kiến đoàn thanh niên trai tráng khiêng chiếc quan tài nhỏ hướng ra nghĩa trang, nhiều người không khỏi kềm lòng bật khóc. Linh cữu vợ chồng ông Hải vẫn để trong nhà, còn thi thể chị B được đưa về nhà chồng ở cùng xã. Dự kiến trong ngày 2 tháng 9, lần lượt các nạn nhân sẽ được tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
anh Nguyễn Văn Hờ, con ông Hải, người duy nhất thoát nạn trong vụ thảm án không còn đứng vững. Anh mất cả cha, mẹ, chị gái và đứa con mới hơn 1 tuổi. Người vợ trẻ vẫn còn đang cấp cứu chưa rõ sống chết ra sao. Chiều ngày 2 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Đồng để điều tra tội giết người. Chuyên gia tội phạm học phân tích hành động phi nhân tính của tên sát nhân giả thú sát hại cả gia đình em trai. Loại trừ khả năng tên giết người máu lạnh bị ngáo đá khi sát hại gia đình em trai và cho rằng hắn bị tích tụ mâu thuẫn từ lâu. Mặc dù tên ác thủ đã bị khởi tố, bắt giam, nhưng những lời khai lạnh lùng không chút ân hận của hắn vẫn khiến nhiều người ám ảnh. Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong vụ thảm sát, khi bị công an bắt giữ sau khi chém 5 người trong gia đình em trai, Nguyễn Văn Đông còn bình thản, vô tư, nói với mọi người: "Em chào các bác, em đi." Nhiều người cho rằng hắn bị ngáo đá nên mới ra tay giả mang, tàn bạo mà vẫn lạnh lùng đến vậy. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm loại bỏ nghi vấn Đông bị ngáo đá. Đông đã 53 tuổi, đến độ chính của tuổi tác thì không có chuyện ngáo đá được. Vụ án này xảy ra khi có mâu thuẫn đủ lớn, Trung tá Đào Trung Hiếu nhận định. Ông nói thêm, mâu thuẫn ở đây là sự tác động từ yếu tố bên ngoài của môi trường đến tâm lý, hành vi của Đông. Bên cạnh đó, tên sát nhân máu lạnh này có sự lệch chuẩn về nhân cách, nhưng chưa có điều kiện bộc lộ khi chưa có sự kiện xảy ra. Trung tá Hiếu nhận định, Đông đã có hành vi lệch chuẩn từ rất lâu. Tuy nhìn bề ngoài, hắn có thể là người bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong là điều bất ổn. Có thể bị can Đông từng trải qua biến cố, khi điều đó diễn ra thì không ai nhìn thấy. Đông là người sống thực dụng, coi trọng giá trị vật chất, coi nhẹ giá trị đạo đức. Tôi phán đoán, đây là con người có nhu cầu, sở thích, ý thức pháp luật có sự lệch lạc, nên không thể gọi Đông là người tử tế. Chuyên gia tội phạm học nhận định. Khi Đông gây án thì hắn phân vân, đắn đo. Nhất là khi giết người thứ nhất, còn việc giết người thứ hai, thứ ba là điều tiếp diễn bởi đó là tâm lý chung của tội phạm. Và khi công an xã đến hiện trường bắt giữ Đông thì hắn phải phản kháng lại. Đây là bản năng tự vệ không muốn giam cầm và cũng là lúc Đông hăng máu. Bởi hắn đã chém người thân thì chuyện chống lại người thi hành công vụ hắn hoàn toàn dám làm. Trung tá Hiếu chia sẻ, ông từng tham gia phá nhiều vụ án có tính chất tương tự như vụ án trên. Trong đó có những vụ xuất hiện từ mâu thuẫn rất nhỏ như việc ông anh ăn bụng bị các em nhắc nhở. Sau đó người anh cầm dao chém liên tiếp 3 em trai. Trong những vụ án như vậy, tâm lý tội phạm là giống nhau nhưng rất phức tạp. Vì vậy, Trung tá Hiếu cho rằng phải đánh giá rất sâu để thấy nguyên nhân khiến đối tượng có hành vi giết người. Khi yếu tố tiêu cực từ môi trường tác động với những yếu tố tiêu cực có sẵn trong con người thì nó bùng phát, hình thành hành vi phạm tội. Đối với con người có giáo dục tốt, khi gặp yếu tố tiêu cực từ môi trường thì sẽ không hình thành hành vi phạm tội. Trước thông tin cho rằng khi xảy ra vụ án, người dân chứng kiến nhưng không có hành động can ngăn, Trung tá Đào Trung Hiếu cho hay, pháp luật không quy định họ phải vào khống chế can ngăn hung thủ bởi họ không có phương tiện công cụ hỗ trợ trong tay. Họ có thể tránh xa phạm vi nguy hiểm chứ không nên xông vào. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.